Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1989, trú quận Ba Đình, Hà Nội và 52 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày, chủ tòa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Trung Lập. Từ sáng sớm, công an quận Nam Từ Liêm và một số đơn vị điều động gần 100 cảnh sát cùng 3 xe đặc chủng và xe khách 30 chỗ ngồi để dẫn giải các bị cáo ra hậu tòa. Nguyễn Minh Thành bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tội tổ chức đánh bạc theo khoảng 2 Điều 322 Bộ Luật Hình sự với vai trò người điều hành đường dây. Cùng tội này, 10 đồng phạm của Thành gồm nhân viên lập trình, quản lý hệ thống game cờ bạc bị đưa ra xét xử. 42 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội đánh bạc theo khoảng 2 điều 321 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2021, Thành cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc bằng các game cá cược trên các trang web Zoom tiếp và Vua Club. Người chơi bài cần mở tài khoản và nạp tiền vào đó qua ví điện tử Momo thẻ cào điện thoại hoặc qua Viettel Pay. Nếu thắng, người chơi được game trả thưởng bằng đồng tiền quy ước trong game là SOC, SUM hoặc VUA. Từ đây, họ tiếp tục đổi sang Việt Nam đồng. Thông qua 160 đại lý ở nhiều nơi, hàng nghìn người chơi đã nạp vào game cờ bạc do thành phát triển tổng cộng gần 1.200 tỷ để đánh bạc. Thông qua hệ thống Nguyễn Minh Thành, ban đầu khai thu lợi bất chính số tiền hơn 96 tỷ đồng. Các bị can còn lại trong nhóm tổ chức đánh bạc người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu đồng, nhiều nhất khoảng 12 tỷ đồng, sau đó thành đổi lời khai và thừa nhận hưởng lợi khoảng 40 tỷ đồng.